Galaxy A70 là chiếc máy dòng A có màn hình lớn nhất, pin to nhất và cụm camera có thông số ấn tượng. Theo cảm quan của mình thì chiếc A70 là chiếc máy khá toàn diện ở phân khúc này. Tuy nhiên thì để chắc chắn nên là mình đã quyết định mang A70 theo mình trong chuyến nghỉ đi cuối tuần ở Đà Lạt để xem là em nó sẽ thể hiện như thế nào. Bây giờ thì các bạn hãy cùng theo chân mình nhé. Thật ra thì đây là chuyến đi cùng hội chụp ảnh nên là mình phải dậy từ rất là sớm và di chuyển ở nhiều nơi. 4 giờ sáng thì mình đã phải dậy để chuẩn bị di chuyển. Chỗ mình ở là Resort Casera gần Hồ Tuyền Lâm, mất hơn 1 tiếng để đến được trại mát, chụp ảnh bình minh và đi xe là khoảng 1 tiếng. Mình dùng 4G và lướt Facebook liên tục tới trại mát thì sẽ còn khoảng là 95% pin. Ở đây thì mình chụp khá nhiều ảnh nhưng tiếc là sáng hôm nay sương khá mỏng nên không có nhiều những hình đẹp như là mong đợi. Nhưng mà cảm giác ngắm bình minh ở đây thì thực sự là rất là xịn sò, mình nghĩ là các bạn nên trải nghiệm. Với những khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ như thế này thì camera góc siêu rộng của A70 thể hiện giá trị của nó, giúp cho mình bao quát được không gian rộng lớn và mặc dù là vẫn còn một chút xíu là méo góc nhẹ để tạo độ sâu cho bức ảnh phong cảnh. Đồng thời thì AI của máy cũng rất là thông minh, nó sẽ tự động đề xuất chuyển sang camera góc rộng khi nhận diện khung cảnh bình minh. Sau khi chụp hình thỏa thuê thì tụi mình tiếp tục di chuyển về khách sạn để ăn sáng và lúc này là gần 7 giờ thì A70 còn 78% pin, bật 4G và GPS liên tục, sử dụng cường độ cao từ 4 giờ đến 7 giờ sáng là khoảng 3 tiếng nhưng mà chỉ mất khoảng 20% pin mà thôi. 4500mAh của A70 thể hiện khá ổn. Sau khi ăn sáng thì mình sẽ di chuyển đến cà phê Kokoro. Đây là một cái chỗ check-in là đang khá hot trong thời gian gần đây. Và trong đây có nhiều cây lá kim ôm đới cũng như là có hồ cá koi và trang trí theo cái phong cách kiến trúc Nhật Bản. Tuy nhiên thì mình đi vào cuối tuần cho nên là khách khá là đông và cũng không có nhiều gọi là nhiều chỗ để có thể là chụp hình đẹp giống như trên mạng. Và được một cái nữa thì ngày hôm nay thì thời tiết Đà Lạt rất là đẹp, nắng cũng là dịu, không có bị u ám mưa rồi các kiểu. Và với camera 32MP của A70 thì đã cho ra những bức ảnh rực rỡ, tươi tắn và rất là ưa nhìn. Mình cũng đã tranh thủ selfie một ít hình để dành về Sài Gòn úp dần trong những ngày mà không được đi chơi. Vì quán cà phê đông người và ít chỗ cho nên là mình thường xuyên phải sử dụng A70 ngoài nắng. Và lúc này với màn hình lớn là 6,7 inch thì của máy phải tăng độ sáng tối đa để mình có thể là nhìn rõ. Và nhưng lại khiến máy nó sẽ bị nóng hơn cũng như là tụt pin nhanh hơn. Và tới khoảng 10 giờ thì A70 của mình đang dừng lại ở mức là 61% pin. Sau khi ở Kokoro xong thì tụi mình sẽ tiếp tục di chuyển đến một số địa điểm sống ảo và đang rất là hot khác ở tại Đà Lạt. Và vừa đi thì mình thì phải xem Google Maps để dò đường liên tục. Và khi mà tới cái tiệm cà phê Tú Mơ To thì đương nhiên là sẽ tiếp tục cái công cuộc sống ảo. Và ở đây thì quán sẽ có cái view là nhìn xuống thung lũng bên dưới và decor rất là vintage. Và giống như là khi mà cái khung cảnh ở đây thì một số bạn sẽ thấy rất là bình thường. Nhưng mà khi mà mình cầm cái chiếc A70 thì mình nghĩ là tốt nhất thì các bạn sẽ nên cần có một cái camera góc rộng như là A70. Thì cái bức hình của mình nó sẽ trông có chiều sâu hơn, cũng như là nó sẽ thu trọn được view siêu đẹp ở đây. Ngồi một chút xíu tại cà phê Tú Mơ To thì mình cũng tranh thủ xem tiếp một cái tập phim hôm qua đang xem trên xe đang còn bị xem dở. Và với màn hình lớn của A70 thì mà để mà xem phim thực sự là phải nói là hết sảy luôn. Tới khoảng 3 giờ thì mình bắt đầu về khách sạn và lúc này chiếc A70 của mình còn 29% pin. Sau một ngày dài bóc lột hết sức từ sáng đến sớm với hàng loạt những cái tác vụ khó nhằn, chụp ảnh, quay phim liên tục 4G cũng như là GPS không ngắt thì A70 vẫn còn tới gần 30% pin. Đây thật sự quả là một con số đáng nể. Trong khi A70 còn quá trời pin thì mình thật sự không còn một cái chút năng lượng nào để mà tiếp tục chơi bời nữa vì phải dậy quá sớm cũng như là di chuyển liên tục từ 4 giờ sáng đến 3 giờ chiều. Và tổng kết lại thì A70 đã thể hiện hơn cả mức tròn vai nữa. Với viên pin xuất sắc, màn hình to, rộng, đẹp và camera chụp đủ sáng, phong cảnh ở đây thì quá đẹp rồi. Nói chung là bá chi bò chét luôn. Chỉ hơi tiếc một chút xíu là khả năng chụp thiếu sáng của máy thì vẫn chưa được ổn lắm. Nhưng mà để tìm một chiếc máy để giải trí tận hưởng cả màn ngày dài thì mình nghĩ A70 là một cái sự lựa chọn hoàn toàn phù hợp cho mình. Và mình nghĩ thiết nghĩ là sẽ phù hợp cho phần lớn các bạn nữa. Và các bạn thì các bạn nghĩ như thế nào? Hãy lại comment dưới video này cho tụi mình biết đó nhé. Và nếu như các bạn còn muốn khám phá thêm những địa điểm khác hay là muốn tụi mình trải nghiệm thêm những chiếc máy nào đó thì cứ để lại comment dưới video này. Xem xong video thì các bạn đừng quên nhấn nút like, share để ủng hộ cho Tách Rồi Một Mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.